Ẩm thực làm đi kèm với âm nhạc, em hiểu không? Ăn thôi nào. Lisa, cô ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Theo tôi ăn à. Nhảy nào. Hai bà lắc lắc. Có cách
rồi. Ôi mẹ ơi, thoát rồi. Đây là cách mà cô ấy nổi điên lên sao? Bỏ tôi ra quét, tôi phải nói chuyện rồi với Alice. Để ta phải dở tuyệt chiêu, cắn chết ngay. Cái chảo đâu ra vậy? Hay là ta chụp được rồi. Đừng có mà hét nữa. Giờ thì cậu bình tĩnh rồi nhé. Ê đó, cho em có tôm hùm này và một đống đồ ăn ở đây nữa. Trời ơi, cảm ơn anh Alex. Ngon quá. Tốt quá rồi. Ok rồi, ok, okay đấy rồi. Cái tên này. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, Lisa bắt mấy anh đây tuyệt vời quá đi. Chấm 10 điểm luôn. Để tớ xoa kem chống nắng cho cậu nha. Đây là chuyện môn của tớ rồi. Cái điện mặc của anh đang có đơn một mình ấy nhờ. Xin chào anh nè, bikini của cậu đâu? Anna, bikini của cậu đâu rồi? Sao không thay đồ rồi xuống biển mơ của tớ? Cậu nhìn nè. Ủa, thế hả? Tớ hiểu rồi, không sao, tớ có bộ mới luôn. Mau lại đây.
biết rồi. Đứng đứng đây. Ăn nè. Hả? Gì vậy? Nè. Hả? À, trời ơi, tại sao lại thả cá xuống đây vậy? Chơi vậy đâu có được. Ôi trời, cá phi đáng hả? Đáng đời chưa? Wednesday, hôm nay cậu sẽ đi dự lễ hội của mình chứ? E là không được đâu. Ồ, buồn chán quá vậy. Chán quá. Công chúa Anna, em có muốn nhảy với anh một bài không? Ok. Hả? Cũng có mặt ở đây sao? Alex. Hả? Ui, nó không nhảy nhót gì nữa. Hả? Alex, cậu đi đâu vậy? Ơi, mình bị làm sao này? Alex, cậu không sao chứ? Trời ơi, gì đây? Mau thả ta ra, mau thả ta ra. Mau dừng lại. Tên quái vật kia. Mau chạy đi. Dễ thôi mà. Có gì đâu mà khóc với lóc cơ chứ. Sau đây, tôi xin được phép trao giải. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Wow. Phần thưởng này chắc là của mình. Không thể nào. Xin chúc mừng Lisa. Trời ơi, yêu bên đây ha. Leo, cái đầu không có chạy. Có gì đâu mà phải buồn chứ. Mình không muốn về nữa. Mình không muốn làm cái gì nữa. Anna, mau mở cửa ra đây. Thôi xong, mất bộ váy rồi. Chán quá. Cậu đi đứng chỗ gì vậy hả? Mình xin lỗi. Trời ơi, Anna bắt nạt mình. Oh no. Cô phải Anna hả? Làm ơn đừng nói gì nữa. Như cô ấy rồi, tập hợp hồng này đó. Đừng nói gì nữa. Đây là không được, mà phải đứng lên. Mày làm được mà ăn nè. Mau đứng lên đi nào. Nào, bắt đầu nha. Đúng rồi, giỏi lắm. Đúng vậy, giỏi lắm. Hay quá Lisa. Cô thật là xinh đẹp đó Lisa. Cảm ơn mọi người có khen rồi. Gì vậy? Cũng chẳng có tư sự gì hết. Được rồi, mình làm được mà. Cố lên nào. Hay quá. Mình quá đi. Anna phải như vậy chứ. Cái gì vậy? Chuẩn bị chưa? Lên bóng. Thank you.
Ôi, cả mất rồi. Chứ còn gì nữa. Nè, bức quả chắc của ta đã. Xem này. Đừng có nằm mơ. Ôi, ôi, có ổn rồi. Ôi, không đỡ nổi. Ê, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ê, chiến thắng nào, chiến thắng nào. Chúng ta phải làm gì đây? Để nghĩ coi. Còn nghĩ cái gì nữa, nhảy đi. Trời ơi, điên bóng lên mất. Đợi bóng đây. Ơi trời ơi. Cái gì vậy? Mất trái banh rồi nha. Tăng nè, tăng nè, tăng nè. Đi vào đây, dứt điểm nào. Đỡ nè. Ôi trời ơi, bắt quả đấy còn trượt. Yeah, thắng rồi, thắng rồi. Woo wee. Woo wee. Ha ha. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Yay, yay. Cậu không sao chứ? Mau đứng dậy đi. Nè, cậu sao không Mena? Mình không sao. Bù rồi nha. Các cậu, mau ra sân tiếp đi. Tôi hiểu rồi. Chúng ta đá tiếp thôi. Đứng lại. Chuyển tới Alexa chuyện này. Không được. Không thể đem bọn chúng đi như vậy được. À, mình có cách rồi. Cố lên, cố lên. Đỡ nè. Oh no. Trời, trời cái gì vậy? Ơi, con mệt ơi. Em quên, để ta đỡ giúp cho. Yeah, chúng ta thắng rồi. Đã thắng rồi. Trời ơi, sưng hết cả đầu rồi. Đâu quá. Lisa, chúng ta xin lỗi nha. Ơi, chúng ta xin lỗi mà. Vui quá đi. À, cuối cùng cũng xong. Anh nha, mau về đi con. Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ đó. Không đi muộn mất. Mình phải đi rồi. Tớ hiểu rồi. Không muốn chút nào hết. Cô ấy phải chuyển nhà rồi. Anna. Tớ bảo đây. Tớ có cái này tặng cho cậu. Gì nhở? Đừng quên tớ nha. Cảm ơn cậu ha. Được lộ bình an nha Anna. Tạm biệt. Cô ấy đi thật rồi. Ôi trời ơi, bò cạp à. Cô là ai vậy? Trời ơi, trông gớm quá đi. Ê, trời ơi. Thật là buồn quá. Cái gì vậy? Mau đứng lại, mau đứng lại. Ôi trời ơi, bò cạp. Cái gì đó? Nó thích mình hả? Nè, cậu có sao không? Đi mất tiêu rồi. Đi đâu cô ấy mới được. Này tớ bảo. Thiệt là mong mỏi quá đi. Hả? Tặng cho cậu này Wesley. Cũng được. Đứng cạnh cô gái khác mà còn gọi điện cho mình nữa. Anna hả? Anna, cậu đây rồi. Thiệt đáng ghét. Hả? Cô ấy, Anna. Tớ bảo này, cậu đi đâu đây?
Chậm thôi, chậm thôi. Hả? Where's they? Tặng cô nè. Gì vậy? Có hiểu thiệt đó. Cô ấy là bạn thân của anh. Thì nó là vậy ư? Ui. Sợ bàn tay đó hả? Đừng lo, nó đáng yêu lắm. Anna, anh chờ ngày này đã lâu rồi. Em sẽ đồng ý lấy anh chứ? Mình đồng ý. Xóa cho mình đi. Hả? Anna. Hả? Dừng lại! Dừng lại! Chậm tôi, Barrow! Hả? Mình vừa ngã xong à? Sao cái bàn này dài đấy nhở? Người đâu? Mang thức ăn ra đây. Wow. Hả? Đây toàn là có gì mà sợ hãi quá vậy? Wow, ngon quá đi. Hả? Trời ơi, nàng ấy thật là xinh đẹp quá đi. Tim ta như muốn ngừng đập. Hả? Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, đây chẳng phải là... Này, chúng ta hãy cùng nhau lẻn vào tòa lâu đài. Ta đồng ý. Đi thôi ngựa ơi. Đi thôi. Đi thôi nào. Về rồi sao? Bái kiến nữ vương. Alex. Ôi, đi đây. Người về sao? Ta nói cho người nghe một bí mật nha. Tại sao như vậy chứ? Phụ hoàng à, con về rồi đây. Mau thả ta ra. Người đừng có hòng. Người thật to gan. Mau đi thôi Anna. Cảm ơn Wednesday. Ai mua cá đây? Cá này tươi lắm anh chị ơi. Cá ngon lắm. Mua giùm em một chút đi nào. Trời ơi. Mẹ. Con gái. Thật sự con chẳng muốn đi học chút nào. Hôm nay ở trường có chuyện gì vậy? Hôm nay đi học ngoan nha con. Đi. Dạ.
con cùng mình nói gì? Ăn na đi sao? Trời ơi, ăn cơm gì con mối con cá thế kìa, làm gì có chất. Chưa về ta. À, Anna, con về đó hả? Hả? Mau lại đây ăn cơm đi. Tại sao nhà mình không có xúc xích, không có gà rán hả mẹ? Mẹ chỉ còn chút tiền này thôi. Tôi không muốn bị các bạn chê cười nữa. Tại sao chúng ta cứ mãi nghèo như vậy hả? Con đang nói cái gì vậy? Tại sao lại như vậy hả? Đây là điều mà con phải hỏi mẹ mới đúng. Anna. Trời ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Anna. Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi. Đây là sổ tiết kiệm, con hãy cầm lấy. Nó đang đạp em nè. Ba mẹ ơi, con nói ba mẹ nghe cái này vui lắm. Hôm nay con đi học. Vô lễ. Con không thấy ba mẹ đang nói chuyện sao? Con yêu có bị giật mình không? Không chịu, không chịu. Con cũng là con mà. Nè Lisa, mẹ ăn nói gì vậy? Tôi hiểu nỗi buồn của cậu. À có rồi, đi theo tôi. Ủa, đi đâu? Đi hết trơn, đống này lại do tôi dọn. Mau lên theo tôi nào. Vui quá ha. Gần tới rồi. Ta-da. Ủa, một cái cây sao? Đó là cái gì vậy? Nhìn xem đây. À, đáng yêu quá. Sẽ thích ba. Hả? Tổ chim. Lớn lên là có thể nướng ăn rồi.